Kế tiếp tôi sẽ nói về Cardano, thì Cardano chỉ có một thông tin ngày hôm nay thôi đó chính là liên quan tới hiện bây giờ đó chúng ta thấy được là tổng cộng cái số lượng người tham gia vào staking họ đó là Staker thì cũng không phải là một người đâu tại vì một người có thể là stake nhiều cái địa chỉ ví khác nhau nhưng mà tôi hiểu đơn giản đi là 100.000 địa chỉ ví đã tham gia vào staking đây là một con số rất là cao hiện bây giờ và nói tới Cardano thì nhiều bạn sẽ nói là gần đây đó đồng Cardano coi như đứng như một chỗ các bạn thấy được là đồng Cardano đã có một cái sự tăng rất là mạnh trong dòng từ đầu năm nay cho đến khoảng chừng là hai tháng trước đây rồi sau đó lại đứng nghiêng khi mà chúng ta thấy được là có cái hợp đồng thông minh smart contract cho mà lưới của Cardano thì Cardano đó một năm qua các bạn thấy được là tăng trưởng đương nhiên là không ít rồi 1 trong vòng một năm qua nhưng mà gần đây đó thì nhiều bạn có thể nhận được là đồng Cardano nhiều bạn chọc nói là Cardano như là một cái đồng stablecoin vậy chứ tiếp tục cứ xoay quanh cái mức là khoảng chừng là 2 đô la và điều này đã xảy ra từ khoảng chừng là ngày kim uh, khi mình zoom ra các bạn thấy rõ hơn là trong vòng 30 ngày qua đi thì Cardano đã xoay quanh cái mức này đó là khoảng chừng là 2 3 tuần qua rồi. Thì tại sao vậy? Thì một chuyến điều mà thường đã từng chia sẻ với các bạn đó là Cardano đó cần phải có những cái ứng dụng để mà thu hút người đến mạng lưới của Cardano và một trong những điều mà Cardano đang à, giải quyết đó, đó, chính là liên quan đến concurrent thì hiện bây giờ đó có một cái dự án và dự án này là một cái DAX cái mà Cardano cần là một cái DAX hoạt động tốt thì cái DAX đó nó mới là cái trọng tâm để mà à, sẽ có nhiều cái sinh sôi nảy nở xoay quanh cái DAX đó đi như các bạn cần một nơi để mà trao đổi đồng với nhau swap đồng với nhau các bạn mới bắt đầu là có DeFi các bạn mới bắt đầu là có những cái ứng dụng khác xoay quanh cái Dex đó các bạn thấy là chúng ta nói tới DeFi chúng ta nói tới NFT thì điều xoay quanh mới đầu là những cái Dex phổ biến mà thôi như là Uniswap rồi tới Sushi Swap rồi ở trên mạng lưới của BSC thì các bạn có Pancake Swap cho nên cái Dex rất là quan trọng một cái mạng lưới uh, sàn phải tập trung rất là quan trọng và cái mà gần nhất đó nói là họ sẽ ra mắt trên màn lưới của Cardano, họ đã có thể giải quyết được cái vấn đề liên quan tới Concurrency Đó chính là cái dự án có tên là Sunday Swap Thì Sunday Swap thì bây giờ đó là có một cuộc bỏ phiếu đã live rồi Thường có chia sẻ trên mạng xã hội và nói tới ngày hôm qua Thì bây giờ các bạn còn 4 ngày và 16 tiếng nữa để mà tham gia vào bỏ phiếu Và bỏ phiếu này làm gì? Bỏ phiếu này ra để xem coi là đây là một cái dự án mà họ sẽ cho các bạn nào mà bỏ phiếu mà những cái pool nào, những cái pool mà các bạn tham gia vào để mà staking đó và Thuận Capital cũng đang hợp tác để mà chạy một cái pool gọi là TAVN thì những mà nào mà tham gia vào bỏ phiếu đó thì những cái pool nào được chọn đó thì những người mà tham gia vào staking sẽ nhận được những cái đồng miễn phí đến từ Sunday Swap có nghĩa là các bạn có thể nhận được những cái reward cái hiệu đơn giản cũng giống như những cái airdrop miễn phí gì đó thì ở trên những mạng xã hội đó thường có đăng uh, một cái uh, bài liên quan tới làm sao các bạn tham gia bỏ phiếu để mà ủng hộ thì các bạn có thể chọn hai pool như là thuận đã đăng trên những mạng xã hội đó. Syntheswap đã chính thức cho các bạn staking ủy thác vô cho các pool yêu thích của mình để có thể khởi chạy một cái gọi là ISPO nghĩa là các pool được lựa chọn để nhận được cái token từ giãn này như là EDA reward đó. Các bạn có thể vô cho cái đội TAVN có nghĩa là cái pool mà thuận uh, Capital đang hỗ trợ hiện bây giờ và chọn thêm một pool mà các bạn yêu thích nữa như là thường sẽ cùng các bạn làm việc này trong cái video này bước đầu tiên nữa là các bạn lựa chọn là vô thứ nhất là TAVN thì các bạn trở lại cái uh, trang web mới đây và còn để vào là TAVN thì đây là TBN Việt Nam Stake Pool Kế tiếp các bạn sẽ chọn một thêm cái pool nữa, cái pool thứ nhì đó Các bạn có thể chọn bất cứ cái pool nào uh, mà các bạn thích thì Thuận cũng không có một cái uh, pool nào gọi là uh, Thuận thích thì bây giờ Nhưng mà Thuận có thể là chọn bất cứ một cái pool nào Giống như là cái, cái uh, pool gọi là Flat World State Pool đi Thì giả sử Thuận chọn hai cái pool này Thì bên dưới này đó sẽ có một con số đó chính là con số là 2.138213 Thì làm sao các bạn có thể bỏ phiếu được con số này là gì thì hiểu đơn giản đó Bước thứ hai là các bạn chỉ cần là copy con số ADA cân gửi mà thôi thì các bạn thấy là con số này sẽ thay đổi tùy theo các bạn chọn là hai cái pool nào thì mỗi một cặp sẽ có một cái con số khác nhau đó là cách mà hệ thống biết các bạn đang lựa chọn hai cái pool nào thì để hiểu đơn giản nó thường sẽ copy cái này và sau đó thường sẽ lên trên cái ví Cardano nào của thôi các bạn có thể sử dụng bất cứ cái ví nào mà các bạn thích giống như là cái ví Euro đi nhưng mà lại thường trước hết là thường login vào cái ví ADA của Thuận Thì Thuận thì thích sử dụng ADA Lite Thì các bạn có thể thấy được đây là một trong những địa chỉ ví của Thuận Thuận có thể copy địa chỉ ví này Thì sau đó các bạn bấm vào gửi Tại vì các bạn gửi cái số lượng ADA này cho bản thân các bạn mà Thì các bạn sẽ để cái địa chỉ ví của mình vào Tại các bạn gửi cho mình Thì sau đó các bạn sẽ copy cái số lượng mà các bạn thấy được là 2.138213 này thì các bạn để vào đây. Sau đó đó là các bạn gửi mà thôi. Cũng rất đơn giản. Và bên dưới này trước khi các bạn gửi các bạn có thể bấm vào cái uh, nút này để mà check cái uh, phần này là các bạn muốn bỏ phiếu. Sau đó là các bạn bấm vote with any wallet. Và sau đó là các bạn trở lại cái ví của mình. Rồi các bạn gửi mà thôi. Rất là đơn giản. mình sẽ bấm là confirm transaction. Sau đó là thường sẽ confirm thì trong cái quá trình này đó các bạn thấy là các bạn chỉ có đơn giản đó là mất cái phí mà thôi có nghĩa là cái phí gửi là 0,17 Cardano có nghĩa là khoảng chừng là ba mươi mấy sen mà thôi à, còn lại đương nhiên là cái số lượng mà EDA này đó 2.138213 này các bạn sẽ không mất tiền cho bản thân của mình thì đây là cái cách à, hoạt động bỏ phiếu khi mà họ nhận được khi mà họ tổng kết đó, sau khi bỏ phiếu thành công thì họ sẽ biết được là cái ví của thuận được lựa chọn hai cái pool này tại vì đây là con số đặc biệt khi mà thường chọn hai cặp này và thường hy vọng là các bạn ủng hộ TAVN các bạn có cần nghĩ gì thì hãy comment ở bên dưới cái video này và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những thông tin như là Telegram channel, Facebook và Twitter. Các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance cũng như là được giảm 5% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX và những bạn nào mà muốn nhận những cái bonus để tham gia vào những sàn như là sàn sinh Moon XBT hay là các bạn có thể tìm hiểu bonus đến từ sàn Bybit và hiện bây giờ đó sàn Bybit có một cái bonus đó chính là lên tới tối đa là 3.500 đô khi mà các bạn nạp tiền lần đầu tiên cũng như là các bạn được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên. Những sàn như là Bybit hay là Moon các bạn có thể bấm vào cái liên màu vàng ở trên màn hình để tìm hiểu rút tính hệ trade miễn phí cũng như là những sàn như là sàn margin fx và những mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như là ứng dụng BlockFi đây là ứng dụng lending có lại các bạn vẫn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô và đương nhiên crypto tục hoang. rất nhiều bạn đã quen thuộc rồi đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain một lần nữa cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn